Bẫy bìm bịp bằng mẹt bẫy chim săn đã có kết quả các bác nhá. Và cái mẹt bẫy bìm bịp này em bẫy với cái trường hợp, đây là trường hợp hy hữu, đó là em bẫy không cần mồi nhá bác nhá. Nhưng mà dù sao cũng đã dính được một con, rất chi là phấn khởi các bác. Thì bẫy các bác biết bắt được con mồi phấn khởi như này. Bây giờ thì em sẽ cho em nó về thôi. Một con bìm bịp rất to. Các bác mua bẫy các bác liên hệ vào số điện thoại em sẽ ghi ở hai số điện thoại ở bên góc phải màn hình nhé. Và nhớ xem video thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất và chất lượng nhất để shop gửi tới các bác.